Trong thời gian gần đây, khái niệm cách mạng màu đã trở thành một chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội Việt Nam. Đặc biệt, khi có những thông tin về việc một số trường đại học và tổ chức tại Việt Nam có dấu hiệu liên quan đến hình thức này, sự lo ngại trong dư luận đã bắt đầu lan rộng. Vậy cách mạng màu là gì và liệu nó có thực sự là mối đe dọa đối với ổn định chính trị và xã hội ở Việt Nam? Chúng ta cần hiểu rõ bản chất của vấn đề để có cái nhìn đúng đắn và cảnh giác trước nguy cơ này. Cách mạng màu là gì? Cách mạng màu là một chiến lược nhằm lật đổ các chính phủ thông qua các cuộc biểu tình và xung đột nội bộ, thường được thúc đẩy bởi những lực lượng bên ngoài với mục tiêu thay đổi chế độ. Khái niệm này xuất hiện sau khi Liên Xô sụp đổ, khi một loạt các quốc gia thuộc khối Đông Âu đã chứng kiến những cuộc cách mạng có màu sắc biểu tượng như cách mạng hoa hồng ở Georgia 2003, cách mạng cam ở Ukraine 2004 và cách mạng hoa tulip ở Kyrgyzstan 2005. Dù mỗi cuộc cách mạng diễn ra trong bối cảnh khác nhau, chúng đều có điểm chung là dẫn đến sự thay đổi chế độ, với chính phủ mới thường thân phương Tây và đối lập với các chính sách của Nga. Các yếu tố để thực hiện cách mạng màu. Theo các chuyên gia, để cách mạng màu có thể thành công, cần phải hội tụ đủ 4 yếu tố quan trọng. Lãnh đạo không được lòng dân, các cuộc cách mạng màu thường diễn ra ở những quốc gia mà lãnh đạo bị một phần lớn dân chúng bất mãn do các vấn đề như tham nhũng, bất công hay quản lý yếu kém. Tại Việt Nam, sự tín nhiệm và ủng hộ của người dân dành cho các lãnh đạo hiện tại là rất cao, điều này là yếu tố then chốt giúp ngăn chặn nguy cơ cách mạng màu. Hỗ trợ từ bên ngoài, cách mạng màu thường được hỗ trợ mạnh mẽ từ các lực lượng nước ngoài thông qua việc cung cấp tài chính, kỹ thuật và truyền thông để tạo sự lan tỏa và thu hút sự tham gia của quần chúng. Đặc biệt, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc khuếch đại và kích động dư luận. Chính vì thế, việc cảnh giác với những thông tin không chính thống và mang tính chất kích động là vô cùng cần thiết. Khủng hoảng kinh tế và bất ổn xã hội, các cuộc cách mạng màu thường bùng phát trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam hiện đang phát triển ổn định, đời sống người dân được cải thiện, tạo ra sự hài lòng và tin tưởng vào chính phủ, từ đó làm giảm nguy cơ phát sinh xung đột nội bộ. Sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài, cuối cùng, cách mạng màu thường xảy ra khi có sự tác động từ các quốc gia có lợi ích đối lập. Tuy nhiên, chính sách ngoại giao của Việt Nam luôn giữ vững sự độc lập, tự chủ và không ngả về một phía. Điều này giúp Việt Nam duy trì quan hệ cân bằng với các nước lớn. Lo ngại về cách mạng màu trong bối cảnh hiện nay. Gần đây, có những thông tin chưa được kiểm chứng về việc một số trường đại học ở Việt Nam có dấu hiệu thúc đẩy cách mạng màu. Tuy nhiên, chúng ta cần tỉnh táo nhận thức rằng, trong thời đại thông tin, không phải tất cả những gì lan truyền trên mạng đều là sự thật. Các tổ chức, cơ sở giáo dục như trường đại học Fulbright đã có mặt tại Việt Nam từ lâu và hoạt động theo khuôn khổ pháp luật, dưới sự quản lý chặt chẽ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các hoạt động của những tổ chức này luôn được giám sát kỹ lưỡng để đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Việt Nam là một đất nước ổn định, với lực lượng an ninh mạnh mẽ và hệ thống chính trị vững vàng. Chính phủ và các cơ quan chức năng đã và đang làm tốt vai trò của mình trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững sự ổn định chính trị. Chúng ta cần tin tưởng vào những nỗ lực này và không nên để những thông tin thiếu kiểm chứng gây hoang mang hay kích động. Cách ứng phó và cảnh giác trước nguy cơ cách mạng màu. Trong bối cảnh các thế lực bên ngoài luôn tìm cách can thiệp và gây rối, điều quan trọng là mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, giữ vững tinh thần đoàn kết và tuân thủ pháp luật. Dưới đây là một số biện pháp cụ thể để bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ cách mạng màu. Kiểm chứng thông tin, hãy cảnh giác trước những tin tức lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin chưa được xác thực từ các nguồn chính thống. Đừng vội tin và chia sẻ những nội dung có thể gây chia rẽ và kích động. Giữ vững lòng tin vào nhà nước và chính phủ. Chính phủ Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì ổn định xã hội. Chúng ta cần tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, không để bị lôi kéo bởi những thông tin tiêu cực và phiến diện. Phát triển kinh tế và nâng cao đời sống. Sự ổn định và phát triển kinh tế là nền tảng vững chắc giúp ngăn chặn mọi âm mưu gây rối từ bên ngoài. Mỗi người dân cần đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước, từ đó tạo nên một xã hội thịnh vượng và bền vững. Tăng cường giáo dục về lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm, giáo dục và truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về các nguy cơ tiềm ẩn. Từ đó, mỗi người sẽ có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và an ninh quốc gia. Kết luận, cách mạng màu là một hiện tượng phức tạp, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sự ổn định của quốc gia. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo vững vàng của Đảng, chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua mọi âm mưu chia rẽ. Điều quan trọng là mỗi người dân cần giữ vững tinh thần cảnh giác, kiên định trong lập trường và luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Việt Nam đã và sẽ luôn vững bước trên con đường phát triển bền vững, không để bất kỳ thế lực nào gây xáo trộn và chia rẽ.